Cho dù các bạn thấy là tình hình bây giờ đó có nhiều người họ không có lạc quan lắm, có nhiều người đó đạo đức bi quan, có nhiều người đã chán nản, nhiều người đã rời khỏi thị trường này. Và các bạn có thể nhìn thấy được là cái thống kê đó đến từ CNBC thì đã cho thấy được là sau khi mà có cái sự sụp đổ của FTX đó, thì rất nhiều người đã mất lòng tin về thị trường này. Khi mà chúng ta nhìn vào cái đợt mà đo lường gần đây tháng 11 đó, các bạn thấy được là trên màn hình có hai màu. Thứ nhất đó là cái màu cam, đó chính là cái đợt mà người ta khảo sát vào tháng 3 năm 2022, và cái màu xanh lá cây đó là tháng 11 này. Thì các bạn thấy được là bên dưới này đó là có ba cái phần. Phần thứ nhất là positive, có nghĩa là người ta nghĩ tốt về crypto. Thứ nhì là neutral, có nghĩa là người ta trung tính về crypto, có nghĩa là không có nghĩ tốt mà cũng không nghĩ crypto là xấu. Và bên tay phải các bạn thấy đây là negative, nghĩa là cái số lượng người mà nghĩ crypto xấu. Các bạn thấy là so với lại tháng 3 đó thì đương nhiên các bạn nhìn vào là tháng 3 khoảng chừng là 19% của những người mà trả lời cuộc khảo sát này đã nghĩ là crypto là điều tốt cho thị trường, nhưng mà bây giờ chỉ còn có 8% mà thôi. Và các bạn thấy được là cái số lượng người nghĩ crypto là xấu cho thị trường đó đã tăng lên rồi, từ 25% tháng 3 cho đến 43% tháng 11. Có nghĩa là bây giờ đó rất nhiều người họ đã bi quan hơn, họ đã bắt đầu là chuyển ngược lại và nói là crypto xấu, không nên quan tâm nhiều đến crypto, họ không thích crypto nữa. Đương nhiên là các bạn, giá cả xấu hơn, chúng ta có nhiều cái thông tin không được tốt cho nên nhiều người chán nản. Đây cũng là cái dấu hiệu chúng ta thường thấy ở trong một mùa Dow Trend các bạn, mà thường tìm thấy được càng nhiều người chán nản, càng nhiều người bỏ cuộc, càng nhiều người giận dữ khi mà chúng ta đang ở gần đấy. Đó là điều mình muốn chia sẻ ở đây với các bạn. Nhưng mà không phải là ai cũng bi quan đâu. Các bạn thấy được là chúng ta có thêm một cái thông tin khác nữa. Thông tin này đó là liên quan đến là những nhà đầu tư lớn, những công ty thì họ vẫn đang nhân cơ hội này để mà tham gia thị trường crypto. Họ hoàn toàn là không bị chùng bước bởi những thông tin gần đây liên quan tới FTX. Và thậm chí họ còn thấy được đây là một cơ hội tốt cho họ. Chúng ta cũng đã nói tới là Fidelity. Cho dù là chúng ta thấy là Fidelity đã bị nhiều áp lực khi mà họ muốn có sự lựa chọn là đầu tư Bitcoin trong cái quỹ Yahoo của khách hàng của họ, nhưng mà sau sự kiện FTX họ vẫn tiến tới và họ cảm được đây lại là một cơ hội để họ có thể tiến sâu vào crypto hơn nữa. Và đây cũng là cái lúc mà Fidelity họ muốn đưa ra một cái sàn giao dịch riêng của họ. Sau khi mà nhiều người mất lòng tin với những cái sàn giao dịch về crypto thì chúng ta sẽ thấy được là sẽ có một số những cái sàn giao dịch mà có sự liên kết với thị trường tài chính nói chung, như là công ty Fidelity thì có thể là nhiều người có lòng tin hơn. Đó là cái lòng tin của Fidelity cho nên họ vẫn tiếp tục tiến tới. Chúng ta cũng vừa nói tới ngân hàng Goldman Sachs. Các bạn đã thấy ngày hôm qua là ngân hàng Goldman Sachs nói là họ đã sẵn sàng để sử dụng khoảng chừng là 30 triệu để mà thu mua tài sản trong thị trường crypto này, tại vì họ thấy là cái giá bây giờ hợp lý hơn bây giờ chứ không có phải là trước đây các bạn. Những thông tin này đó không phải là Goldman Sachs nói là họ sẽ bỏ tiền ra để mà mua tài sản trong thị trường crypto này lúc mà giá cao, lúc mà năm ngoái, mà đây là cái lúc mà họ đưa ra thông tin đó, cái lúc mà nhiều người chán nản rời khỏi các bạn là lúc mà Goldman Sachs lại có hứng thú. Đó là cái điều khác biệt tôi muốn chia sẻ với các bạn. Những cái tổ chức đầu tư lớn đó họ thấy đây là một cơ hội. Và chúng ta có thể nhìn thấy được một số thông tin khác như là Siba Bank. Thường không có gành về cái ngân hàng này đâu các bạn, nhưng mà chúng ta cũng có thông tin đó là ngân hàng này họ sẽ hợp tác với công ty Husky Group để mà đưa ra những cái sản phẩm tài sản kỹ thuật số ở Hồng Kông và Switzerland. Và các bạn cũng đã biết là gần đây đó chúng ta cũng vừa nói tới Fidelity. Thì Fidelity đó, ngoại trừ việc là họ muốn đưa ra một cái sàn giao dịch riêng của họ và họ muốn tiếp tục tiến tới để có cái sự lựa chọn đầu tư về Bitcoin trong quỹ lương hưu đó, thì Fidelity cũng đã đưa ra một cái cuộc khảo sát các bạn. Cuộc khảo sát này đó cho thấy là ở cuối cái quý 2 của năm nay, 58% của những cái công ty đầu tư lớn đó họ nói là họ đang lưu trữ crypto. Cái phần trăm này đó là cao hơn 6% so với lại thời điểm đó năm ngoái các bạn. Và các bạn đã nhớ là cuối quý 2, coi như là cuối tháng 6 đó, chúng ta đã có cái sự kiện lớn liên quan đến sự sụp đổ của Luna UST, Three Arrows Capital, rồi Voyager, rồi Celsius. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy những cái ngân hàng lớn, những tổ chức lớn đó họ vẫn tiến tới và còn lưu trữ crypto nhiều hơn là cái thời điểm đó năm ngoái. Và có thể nhiều bạn nói là những cuộc khảo sát này đó có đáng tin hay không, thì đương nhiên khảo sát đó không thể nào chính xác 100% được. Nhưng mà lại có thêm một tài liệu khác tôi muốn chia sẻ với các bạn. Tài liệu này là đến từ sàn Coinbase, và sàn Coinbase nói là so với năm ngoái đó thì cái thu nhập của họ đã giảm đi khoảng chừng là phân nửa. Thì có thể các bạn nói là giảm đi phân nửa cái thu nhập của sàn Coinbase, nhưng mà làm sao cho biết được là phần nửa đó là đến từ những nhà đầu tư riêng lẻ hay là đến từ những cái tổ chức đầu tư, thì Lê Thương chia sẻ thêm một thông tin với các bạn. Đây là cái thông tin mà sàn Coinbase đã chia sẻ vào cái thời điểm là quý 3 đó các bạn. Đây là cái thông tin quý 3, có nghĩa là cái quý mà gần đây nhất, và sàn Coinbase sẽ thống kê hai cái thông tin cảm thấy rất là thú vị các bạn. Khi mà chúng ta nhìn vào cái trading volume, có nghĩa là cái giao dịch, cái khối giao dịch của sàn Coinbase, thì các bạn sẽ thấy được là bên trên này đó, đây là tính theo tỷ đô la nha. Và các bạn thấy bên trên đó, để là retail, có nghĩa là những người đầu tư thông thường, mà các bạn, thì cái khối giao dịch đó chỉ có 26 tỷ mà thôi trong quý 3. Trong khi mà institutional, có nghĩa là những cái công ty đầu tư đó, thì những cái tổ chức đầu tư đó họ giao dịch tới 133 tỷ lận, gấp nhiều lần so với những nhà đầu tư riêng lẻ. Các bạn thấy được là đây là cái khối đường giao dịch của họ. Cho nên Thân biết là có một số người trong thị trường này nói là chúng ta không cần những công ty lớn, chúng ta không cần những ngân hàng lớn, chúng ta không cần Fidelity, chúng ta không cần Goldman Sachs, chúng ta không cần BlackRock, chúng ta không cần tất cả những công ty đó. Thì cũng được thôi, Thân nghĩ là thị trường này vẫn sẽ phát triển nhưng mà nó sẽ chậm hơn. Tại vì chúng ta thấy là những năm trước đây thì thị trường cũng đâu có những công ty đó đâu, thì chúng ta vẫn tiếp tục tiến triển mà thôi. Nhưng mà nếu như mà có những công ty đó, các bạn thấy cái sự khác biệt rất rõ ràng về khối đường giao dịch. Nhưng mà đó là cái khối đường giao dịch, còn về thu nhập thì sao? Tại vì khi các bạn nhìn vào khối giao dịch, các bạn có thể thấy là thông tin Thường vừa chia sẻ là Coinbase đã có cái thu nhập giao dịch giảm đi phân nửa, thì các bạn sẽ nói là thì đây là cái dẫn chứng cho thấy ngược lại, chứ không phải là Thuận nói. Thuận nói là những cái công ty đầu tư lớn họ vẫn đang tiến vào, nhưng mà cho thấy là dựa theo khối giao dịch thì họ đã giao dịch ít hơn rất là nhiều chứ, tại vì họ chiếm phần trăm lớn hơn trên sàn Coinbase mà. Thì cái đó các bạn cần phải xem cái thông tin kế tiếp để các bạn hiểu rõ hơn. Bên dưới này đó là các bạn thấy là cái số lượng tính theo là thu nhập của Coinbase. Mới đây các bạn nhìn vào khối giao dịch, nhưng mà các bạn nhìn thấy được là đây là cái tài liệu liên quan tới thu nhập. Và cái mà sàn Coinbase nói mới đây đó là thu nhập của họ đã giảm đi phân nửa. Thì tuy là các bạn thấy được là những nhà đầu tư riêng lẻ đó chỉ chiếm phần trăm ít về khối đơn giao dịch mà thôi, các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào cái tài liệu mới đây đây chỉ có 26 tỷ, trong khi mà những cái tổ chức đầu tư họ chiếm cái khối giao dịch lên tới 133 tỷ. Nhưng mà thu nhập thì sao? Thu nhập đó các bạn thấy được là tuy là những cái nhà đầu tư riêng lẻ chỉ chiếm có 26 tỷ khối lượng giao dịch, nhưng mà đã trả tới 346 triệu đô la đó các bạn, cái tiền phí giao dịch. Trong khi mà những cái nhà đầu tư lớn đó, những tổ chức đầu tư họ giao dịch gấp mấy lần luôn, họ dịch tới 133 tỷ mà chỉ trả có 19,8 triệu đô la cái phí giao dịch mà thôi. Các bạn có thấy được cái sự khác biệt ở đây hay là không? Tại vì những công ty này đó là họ không phải là số lượng nhiều, và họ giao dịch đó thì họ giao dịch theo cái volume, cho nên họ giao dịch cái volume lớn cùng một lúc thì sẽ trả các phí thấp hơn. So với lại những nhà đầu tư riêng lẻ đó thì rất nhiều người giao dịch và mỗi người đều giao dịch với cái khối lượng nhỏ, cho nên cái phí nó sẽ rất là cao. Vì lý do đó đó, thu nhập của Coinbase thật sự là đến từ những nhà đầu tư riêng lẻ. Cho nên khi mà chúng ta nhìn vào cái thông tin liên quan tới là Coinbase cho biết là thu nhập của họ đã giảm đi khoảng chừng phân nửa, đó chính là thu nhập đến từ những nhà đầu tư riêng lẻ đó các bạn. Đây cũng là tiếp tục một dẫn chứng cho chúng ta thấy được là đúng là thị trường bây giờ có nhiều sự chán nản, đúng là nhiều người đang phẫn nộ, đúng là nhiều người muốn rời khỏi thị trường này hay đã rời khỏi rồi, nhưng mà phần lớn những người đó sẽ là những nhà đầu tư riêng lẻ chứ không phải là những tổ chức đầu tư đâu. Đây cũng là một cái dẫn chứng cho các bạn thấy điều đó. Cho nên các bạn có thể sợ nhưng mà họ không có sợ. Rồi chúng ta bây giờ hãy chuyển qua cập nhật một số những thông tin liên quan tới FTX đi. Các bạn thấy được là đây vẫn là một cái drama mà vẫn tiếp tục. Thì câu hỏi bây giờ vẫn là cái số lượng tiền mà FTX gửi cho Alameda đó đã đi đâu? Tại vì chúng ta bây giờ đã biết là có cái lỗ hổng là khoảng 8 tỷ đô la. Thì lỗ hổng đó nó ở đâu mà có, số tiền đó đi đâu rồi? Thì chúng ta đã thấy là tài liệu của tòa đó thì 5,3 tỷ đô la của Alameda đã dùng để đầu tư vào hơn 470 công ty và dự án các bạn. Đây là danh sách đó, rất là nhiều luôn như bạn nhìn thấy trên màn hình và cái số tiền họ đầu tư đó. Nhưng mà nói tới cái số lượng công ty mà được đầu tư nhiều nhất đó, thì có 5 công ty. Thứ nhất là Genesis Digital Assets. Đây là cái công ty khác các bạn thường nhớ, đây là cái công ty đào Bitcoin chứ không phải là công ty Genesis Lending mà chúng ta nói đâu. Công ty Genesis Lending là công ty mà công ty con của DCG đó mà đang đi kiếm 1 tỷ đô la để mà lấp đầy lỗ hổng đó. Chúng ta vẫn chưa biết thêm thông tin về cái công ty đó, nhưng mà đây là công ty khác các bạn. Cái đó là Entropic, kế tiếp là Digital Asset DAAG, thứ tư là K5. K5 thường nhớ là cái công ty mà họ có quan hệ mật thiết với lại Hollywood đó. Đây là cái công ty mà thường nghĩ là có thể kết nối thằng FTX với lại những cái người nổi tiếng trong Hollywood. Nhưng mà công ty này cũng được đầu tư rất là nhiều các bạn. Rồi cuối cùng là IEX. Đây là 5 công ty lớn nhất được đầu tư thôi, nhưng mà còn rất nhiều những cái dự án khác. Nhưng mà các bạn sẽ nói là cái này chỉ là 5,3 tỷ mà thôi, lỗ hổng tới 8 tỷ lận, thì phần còn lại ở đâu? Thì các bạn đã nhớ là cách đây không có lâu đó, thì chúng ta đã biết cái thông tin là Sam Bankman-Fried cùng với lại 2 người quan chức cao ở FTX đã mượn của Alameda là 3,3 tỷ rồi. Và khi chúng ta cộng 3,3 tỷ mà Sam Bankman-Fried và 2 người giám đốc kia mượn, cộng với lại 5,3 tỷ đầu tư, thì đó là 8,6 tỷ đó các bạn. Đây là cái số lượng 8 mấy tỷ mà đang bị mất, và bây giờ chúng ta đã biết ở đâu rồi. Thì có hai cách để nhìn. Thứ nhất đó là chúng ta thấy được là nếu như mà chúng ta nói tới 3,3 tỷ cho Sam Bankman-Fried vay đó, thì bây giờ Sam bây giờ nói là đâu có còn tiền để trả đâu, con số đó coi như là xong rồi, không thể nào lấy lại được. Nhưng mà về những công ty này hay là những dự án mà đang được đầu tư đó, thì một phần có thể là cái token đang bị lock lại và chưa lấy ra được, thì cho dù chưa lấy được thì cũng vẫn còn tài sản ở đó, cho nên vẫn còn một cái hy vọng. Cũng giống như là những công ty mà được đầu tư đó, thì có thể là những công ty này họ vẫn có tài sản, hay là họ vẫn có thu nhập và họ vẫn có giá trị trên thị trường, thì cũng có thể là một phần tài sản để có thể là bù lấp lại cho cái lỗ hổng đó. Chúng ta bây giờ chỉ tiếp tục chờ đợi bước kế tiếp của tòa án như thế nào mà thôi. Chúng ta cũng có một cái thông tin khác đến từ Bộ Hội của Hoa Kỳ. Đây là cái thông tin đến từ Ủy ban Dịch vụ Tài chính ở Hạ viện, và chủ tịch của ủy ban này đó chính là Maxim Waters các bạn. Và đây là người mà đã mời Sam ở trên Twitter về để mà dự cái buổi điều trần tại Hạ viện Hoa Kỳ. Thì cuối cùng các bạn đã biết là Sam nói là Sam không có về. Thì bây giờ đó Sam không về thì Quốc hội Hoa Kỳ cứ đưa ra cái lệnh triệu tập về hay là không. Thì bây giờ đó ủy ban tài chính ở Hạ viện nói là sẽ không có đưa ra cái trác hầu tòa, có nghĩa là Sam không cần phải về. Thì có nhiều người cũng có sự bất mãn các bạn, tại vì người ta nói là Maxim Waters cũng là một trong những người mà trước đây cũng chụp hình thân thích với lại Sam, và cũng là người mà có thể có cái quan hệ mật thiết với lại Sam Bankman-Fried, cho nên cũng có cái sự thiên vị. Cho dù các bạn nghĩ như vậy đó, thì chúng ta thấy được bên dưới này đó, các bạn đã biết là bây giờ có một cái sự thay đổi, và vào ngày 3 tháng 1 đó thì chủ tịch Maxim Waters sẽ không còn là chủ tịch của Ủy ban Dịch vụ Tài chính ở Hạ viện nữa, mà khả năng cao là Patrick McHenry của đảng Cộng hòa sẽ giữ chức vụ đó. Và chủ tịch hiện bây giờ Maxim Waters nói là có bắt Sam về hầu tòa hay không, thì đó là quyết định của chủ tịch mới. Và nếu như mà Sam Bankman-Fried đã chỉ dựa vào quan hệ với lại Maxim Waters thì cũng không còn nhiều thời gian nữa các bạn. Tại vì từ đây tới ngày 3 tới tháng 11 là chỉ còn 1 tháng nữa mà thôi là sẽ có chủ tịch mới rồi. Và người này có thể là sẽ không nương tay với lại Sam Bankman-Fried đâu. Và rất nhiều người không tin những gì mà Sam chia sẻ là Sam không biết gì hết. Đây chỉ là một cái vụ thua lỗ bình thường mà thôi. Tại vì Sam không có cái khả năng quản lý cái công ty FTX. Tôi đã chia sẻ điều này với các bạn rồi. Nhưng mà đương nhiên nhiều người không có tin điều đó. Nhiều người tin là Sam cố tình lấy tiền của khách hàng để mà dùng cho việc cá nhân của mình, dùng để mà làm đánh bóng tên tuổi cũng như là mua quyền lực cho mình. Thì cái đó là suy nghĩ của mỗi người mà thôi, nhưng mà các bạn thấy là có nhiều dẫn chứng cho thấy là ít nhiều gì cũng có nhiều cái sự mờ ám ở trong cái sự việc này. Nhưng mà có một người không nghĩ như vậy, người này nghĩ là Sam là người vô tội. Các bạn có biết là ai hay là không? Không có khác hơn chính là Shark Tank, Shark Cameron Larry các bạn. Thì đó chính là người ngồi chính giữa này. Thì Cameron Larry các bạn đã biết là một trong những người mà nói là mình cũng lỗ khoảng chừng vài triệu đô la trong cái sự kiện FTX này. Tại vì Cameron Larry cũng đã đầu tư vào công ty FTX, giữ cổ phần của công ty đó, làm thiên sứ đại diện cho thương hiệu của FTX, nhưng mà vẫn luôn đứng ra để mà nói đỡ cho Sam. Cho dù là cái cuộc phỏng vấn gần đây nhất đó, thì Cameron Larry cũng không có đưa ra được bất cứ một cái lý do gì mà nói là Sam vô tội, chỉ đã nói là dựa theo luật đó, thì tất cả đều vô tội cho đến khi mà được định tội. Thì đương nhiên rồi, nhưng mà cái mà Thuận muốn nói với bạn đây đó là ngay cả có một chút nghi ngờ Kevin cũng không có luôn. Thì Thuận cũng không biết tại sao mà Kevin cứ luôn bảo vệ cho Sam như vậy. Cái đó là điều mà nhiều người khó hiểu ở đây. Với lại các bạn đã biết là Kevin nói là Kevin đồng tình với lại Bill Ackman. Bill Ackman cũng là một tỷ phú đầu tư mà sau khi mà xem cái cuộc phỏng vấn ở cái hội nghị Deal Book tuần vừa rồi đó, thì Bill Ackman mới đầu nói là tin Sam nói thật, nhưng mà sau đó đó thì ngay cả Bill Ackman cũng đã quay 180 độ nói là bây giờ không tin Sam nữa. Bây giờ đó Kevin thì vẫn còn đang tin, nhưng mà Thụ thì không tin Kevin đâu. Các bạn đã biết là đã từ rất lâu rồi Thương làm cái video này hồi ngày 8 tháng 8 năm 2019 lúc này là cái thời gian mà thường nó làm một cái video có tên là họ đang lừa gạt chúng ta. Và video này nói riêng về Cameron Larry các bạn. Tại vì Cameron Larry đó đã từ rất lâu rồi, năm 2013 là một người mà đã trong một cuộc phỏng vấn đó đã nói được là Bitcoin tốt cỡ nào, Bitcoin là tương lai, Bitcoin là phi tập trung và có khả năng là sau này tăng giá như thế nào. Đó là năm 2013 hay 14 gì đó, đó cách đây rất nhiều năm rồi. Nhưng mà trong năm 2019 á, thì Kevin lại nói ngược lại, nói là không biết Bitcoin là gì hết và cũng không tin Bitcoin, Bitcoin là không có giá trị gì hết. Trong khi mà cách đó vài năm Kevin trong cuộc phỏng vấn đó, và điều thú vị là trên internet đó, cái chúng ta cũng kiếm được hết và người ta đã kiếm được cuộc phỏng vấn đó. Và bây giờ đó người ta nói là Kevin đang lừa gạt. Thật ra chỉ muốn nói như vậy để cho dìm giá Bitcoin xuống để mà thu mua mà thôi. Và sau đó 2 năm thì Kevin hoàn toàn nói tốt về Bitcoin và Ethereum, cho bây giờ đã đầu tư rất nhiều vào thị trường crypto các bạn. Cho nên trước đây đó thì Thuận rất là thích xem Shark Tank, nhưng mà sau này Thuận không thích xem Shark Tank nữa các bạn. Thì cũng xem lâu lâu giống như là một cái giải trí mà thôi, chứ còn nếu như mà nói là xem Shark Tank để có thể học được gì thì Thuận nghĩ là không học được gì đâu. Nhưng mà Thuận đang nói tới là Shark Tank ở Hoa Kỳ. Ngay cả Mark Cuban cũng vậy, Mark Cuban thì cũng rất là oai phong các bạn, là một tỷ phú ở trong Shark Tank. Thì trên màn hình cũng rất oai phong, nhưng mà bạn đã biết là Mark Cuban vào thị trường crypto chưa gì hết là bị rug pull rồi, có nghĩa là đầu tư vào một cái dự án altcoin rồi bị người ta lấy tiền bỏ chạy. Rồi sau đó Mark Cuban cũng hoàn toàn nỗ lực ủng hộ Voyager và Voyager cũng đã phá sản rồi. Cho nên nhiều khi nhìn vào những sự kiện ở đây đó, chúng ta chỉ nên xem những cái chương trình như Shark Tank như là một cái chương trình giải trí thì nó có thể tốt hơn. Nói thân là như vậy. Và chưa các bạn nghĩ sao về Sam Bankman-Fried? Thì bản thân Sam Bankman-Fried đó Thuận biết là đang rất lo lắng và đang biết là mình gặp rắc rối rất lớn cho bạn. Tất cả sẽ không dừng lại ở đây đâu. Cho dù là nhiều người đó có thuyết âm mưu là Sam dựa vào người này người kia ở đảng Dân Chủ để có thể là sống ngoài vòng pháp luật hay gì đó, đó là cái thuyết âm mưu thôi. Nhưng mà sự thật đó là tất cả đang thay đổi. Các bạn thấy chúng ta vừa nói tới Maxim Waters cũng sẽ rời chức vụ của mình và sẽ có một chủ tịch mới ở Ủy ban Dịch vụ Tài chính ở Hạ viện, thì người đó cũng sẽ không phải là bạn của Sam đâu. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là Sam đó đã mướn một luật sư mới, tại vì luật sư cũ đã bỏ chạy rồi các bạn. Sam đã thay luật sư lần này lần thứ 3 rồi, nhớ là như vậy đó. Tại vì mấy luật sư cũ Sam bỏ biết bao nhiêu tiền để mà trả cho họ, nhưng mà không biết là họ đều khuyên Sam là nên bớt nói lại đi, nhưng mà Sam lại không bớt nói lại. Có thể là Sam Bankman-Fried nghĩ là mình có thể thuyết phục mọi người là mình không có dính dáng đến cái vụ này hết á, mình chỉ là một người mà thất chức mà thôi. Nhưng mà càng nói thì người ta càng có sự nghi ngờ. Cho nên cuối cùng thì những luật sư kia, Sam bỏ tiền ra để mà mướn họ nhưng mà lại không có nghe lời khuyên của họ, họ đã bỏ đi rồi. Bây giờ Sam mướn một luật sư khác, là luật sư này đó điều thú vị hơn là luật sư hình sự đó các bạn, không phải là luật sư đơn giản đâu. Đây là luật sư có tên là Mark Cohen. Mark Cohen á, trước đây là công tố viên các bạn, công tố viên, và đã là một trong những công tố viên mà lôi El Chapo ra để mà định tội. Đây không phải là người bình thường đâu, đây là một trong những luật sư rất là có tiếng luôn. Và sau khi mà rời khỏi chức vụ của mình là công tố viên đó thì đã trở thành một luật sư biện hộ, và gần đây đó đã biện hộ cho Ghislaine Maxwell. Đây là một cái vụ án mà cũng không có theo dõi sát, nhưng mà theo thường đọc trên mạng đó, đây là một cái vụ án liên quan đến buôn bán người trái phép các bạn. Và bây giờ đây là luật sư mà Sam mướn để mà biện hộ cho mình. Các bạn đã thấy được là cái sự lo lắng đến cỡ nào rồi. Sự kiện này đó Sam Bankman-Fried cũng biết không phải là đơn giản đâu. Mướn một luật sư biện hộ cho mình mà là một luật sư chuyên ra tòa về những cái vụ hình sự. Và cũng như thường đã chia sẻ với các bạn, cái gì cũng cần thời gian hết á. Chúng ta đã nhìn thấy được là cuối cùng thì ở bên Singapore đó, tại vì bên Singapore là Three Arrows Capital họ đã khai chapter 15. Theo tôi hiểu đó, nó cũng tương tự như là chapter 11 ở Hoa Kỳ, nhưng mà cái vụ mà phá sản của Three Arrows Capital là ở Singapore. Và bây giờ đó thì tòa án Singapore cũng đã ra lệnh là tịch thu một số những cái tài liệu cũng như là chứng từ liên quan đến Su Zhu và Kyle Davies. Các bạn thấy được là bây giờ Su Zhu vẫn có thể là ở trên Twitter nói này nói kia, nhưng mà thật ra không phải là cái sự kiện này chấm dứt đâu. Cái gì cũng cần thời gian để mà điều tra, và khi mà điều tra xong thì chúng ta mới thực sự biết được kết quả như thế nào. Giống như là chúng ta thấy là cái vụ án của Theranos, là cái vụ lừa đảo gần đây đó, thì đã xảy ra là 2 năm rồi các bạn. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng nhận được thông tin là CEO Elizabeth Holmes đã phải vào tù 15 năm. Và hôm nay Thuận cũng mới vừa thấy thông tin, Thuận nhớ là COO của công ty đó cũng đã phải vào tù 11 năm nữa các bạn, chứ không phải là dẫn chơi đâu. Chỉ cần thời gian mà thôi, chúng ta sẽ có câu trả lời. Còn một cái thông tin nữa liên quan đến FTX để Thuận chia sẻ với các bạn. Đó chính là thông tin liên quan tới cái số lượng NFT mà họ lưu trữ. Thì một người đã nhìn vào cái tài liệu mã nguồn của FTX á, thì họ thấy được là trước đây các bạn đã nhìn thấy là khi mà họ lưu trữ NFT đó thì đương nhiên các bạn sẽ có cái địa chỉ ví. Thì đương nhiên cái token sẽ nằm trong địa chỉ ví đó. Cái đó là điều mà nhiều người đã biết rồi. Nhưng mà cái token NFT đó sẽ gắn liền với một cái hình ảnh gì đó. Thì cái hình ảnh đó, đã được lưu trữ ở trên sàn FTX đó, thông qua một cái API. Và bây giờ đó sàn FTX đã khai phá sản. Thì cái địa chỉ mà họ lưu trữ cái tấm hình liên quan tới NFT đó, thì cái API đó đã bị hỏng rồi. Và bây giờ đó người ta bấm vào thì nó lại di chuyển đến cái trang mà phá sản của FTX các bạn nhìn trên màn hình. Tại vì họ lưu trữ những cái hình NFT đó ở trên cái mạng tập trung các bạn. Và đây là tất cả những gì mình Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Ngày mai đó Thuận dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn về cảm nghĩ của Thuận liên quan đến tình hình pháp lý hiện tại, nhất liên quan tới altcoin. Tại vì gần đây đó, chúng ta thấy có nhiều động thái là một số nhà lập pháp ở Hoa Kỳ đó thì đang kêu gọi là ngoại trừ Bitcoin ra thì tất cả những altcoin phải liệt vào chứng khoán hết. Điều này đó sẽ có ảnh hưởng như thế nào, và những cái dự án các bạn yêu thích đó, Chainlink hay là BNB hay là Ethereum sẽ ra sao nếu như mà điều đó xảy ra. Đó chính là điều mà Thuận sẽ chia sẻ trong video ngày mai với các bạn. Và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn mang đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Nếu bạn nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital đó, có thể bấm vào cái link bên dưới cái video này để tìm hiểu những cái ưu đãi. Như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên đến 30% khi các bạn tham gia vào những sàn như là OKX, Bybit, Binance, một số những cái dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Một lần nữa đây là có sự lựa chọn cho những người nào mà có nhu cầu, có hứng thú mà thôi. Sàn giao dịch các bạn chỉ nên dùng để mà giao dịch, không phải là nơi lưu trữ tiền điện tử lâu dài. Và một lần nữa Thuận cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này, và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, gotta